Hello everyone, welcome back to my channel Startskidgo Poppy Mobi. Okay, play. Let's go, new game. Ở tựa game này các bạn sẽ phải giải mã và tiêu diệt Poppy. Xanh, hồng, vàng, đỏ. Rồi, một cục bom. Ở đây các bạn phải đợi. Đợi để lấy một cánh tay màu xanh. Chờ mở cái này thôi. Rồi, let's go. Tiến sâu vào. Đây là một chiếc chìa khóa. Ở đây các bạn sẽ phải nối một đường điện. Tiến sâu bên trong. Wow. Tiếp tục mở cánh cửa này ra. Lên trên cầu thang. Còn một cục màu vàng nữa. Let's go. rất là kinh dị luôn. Ở đây các bạn sẽ phải trải nghiệm khi Poppy nhà các bạn cứ thế chạy thôi. Wow. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ lên trên cầu thang. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co-Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than the person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting a little off track. Những bộ phận này sẽ chuẩn bị được lắp thành một con, đó là như kiểu là một con hổ hay là một con mèo. Hổ rồi. Hổ con. Đang ép không? Chuẩn bị xuất ra. Ok. Một chú hổ con. Tiến sâu tiếp bên trong. Oh, Poppy. Oh my gosh. Wow, Poppy. Chạy thôi. Let's go. Wow, ông ta đang ở đây. Đang nghe ngay sau mình. Lại phải chạy thật nhanh. Cửa này mở ra nào. Ok, ok. Trốn thôi. Bây giờ thì mình sẽ dùng tấm gỗ này tiêu diệt Poppy. Một hộp gỗ. Ông ta đã rơi xuống dưới rồi. Đã thoát khỏi ông ta. Tiếp theo đó thì mình sẽ đi đường cầu thang. một cuộn băng. Final log in relation experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. Wow. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Wow. Đã hoàn thành được Chapter 1. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái thứ hai, Granny Chapter 1. One day. Rồi sau đó thì mình sẽ xuống dưới lắp thành một khẩu súng. Ok, tiếp theo. Tổng cộng là 3 mảnh. Đi ngược lên và lên trên phòng bếp. Ở đây thì mình sẽ tìm cánh tủ này xem có gì không. Không có gì. Tiếp đó thì mình sẽ phá tiếp. Ở trong này thì sẽ có một miếng thịt. Ở đây hộp thức ăn cho chim. Thế thì không cần. Đây là chiếc chìa khóa để mở kết sắt. Rồi, sau đó thì sẽ thoát khỏi ngôi nhà của bà Granny. Ok. Tựa game thứ 3. Ai create chưa? What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Super cool. Sure. I could do something with this. With it. Okay. Rồi, sau đó thì mình sẽ cất món đồ này lên trên đây. Bây giờ thì mình sẽ xem ông ta đi đâu. Ông ta đang lên trên tàu. Let's go, let's go. Chuồn thôi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vào xe. Cinema. Quay sang về sân ra đây. Okay, let's go. Today, I'm looking for the chump puppy ones. I'm going to find chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Sophia, bah. Okay, let's go. Đầu tiên thì các bạn sẽ ở trong một căn phòng. Và đây là một cụm game ma khá là kinh dị. Hunter Hawk. Ok. Chúng ta cần sẽ mở cái cửa rồi. Đưa máy à? Đưa luôn các bạn ạ. Đưa tự game này rồi. Vào lại xem đi thế nào. Russ. Sẽ lấy những tấm gỗ. sẵn sàng rồi. Sắp bình minh rồi. Trời đã bắt đầu sáng. Sau đó thì mình sẽ xếp hai thùng này lên trên xe và chuồn khỏi đây thôi. Ok, tựa game thứ 5, House of Slendrina. Một ngôi nhà ma. Game này đầu tiên thì các bạn sẽ phải tìm kiếm một chiếc chìa khóa để xuống dưới tầng hầm. Và muốn tìm kiếm chiếc chìa khóa xuống dưới tầng hầm này thì các bạn sẽ phải tìm tất cả là 8 mảnh giấy. Đó thì mới ghép được một bức hình. Sau đó thì sẽ mở chiếc chìa khóa ra. Không có một bức hình nào ở đây. Các bạn sẽ tìm tất cả là 8 bức hình. Đó như là một 8 mảnh ghép vào đây để tạo thành một bức hình. Những bức tranh thì treo lệch. Khá là kinh dị. Bình thứ hai. Xem ở đây có chiếc chìa khóa không? Đi sâu vào trong này. Wow, con này lấy cái này rồi. Con hình này tự xuất hiện ánh mắt rất là kinh dị. Oh my god. Bà Granny. Xuống thôi. Chiếc chìa khóa tiếp theo. Bình thứ 3. Bình thứ 5. sẽ xuyên dưới và mở ra lấy một chiếc chìa khóa xuống dưới tầng hầm. Khi đó thì các bạn sẽ vào tầng hầm của ngôi nhà ma ám này và tiếp tục tìm kiếm tiếp, rồi cuối cùng thoát khỏi ngôi nhà ma ám này, tiêu diệt những con ma, trốn thoát khỏi đây. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới game thứ 6, Roblox. Let's go. Ok, let's go. Thêm Titan này, hay là Baccarat. It's ok. Oh my gosh. Như tựa game này mới thay đổi một chút. Oh man. Let's go. Okay. Tiếp tục. Wow, đi rồi. Rồi, tiếp tục nào. Tựa game thứ 7. Đây là một tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua các bạn nhé. Các bạn có thể chơi tựa game này. By the Mobi. House of the Wish. Ok, tựa game này cũng khá là đẹp. Mình chọn anh thanh niên này đi. Ngày thứ 2. Và xem có món đồ gì cho anh ta mặc không. Ok, đã tìm được trận. Ở đây các bạn có 4 người và cố gắng làm nhiệm vụ. Game này là một tựa game 3D khá là lạ, cho nên nó lát game hơi chậm một chút. Bạn nào có cấu hình cao, máy cao thì các bạn có thể chơi tựa game này cũng được. Một tựa game khá là hay các bạn nhé. Chúng ta đang gần đây, cho nên team của các bạn đang bị đỏ. Có vẻ nghe các bạn rồi. Oh my gosh. Help me. Giờ phải đợi hai người kia cố gắng, sau đó thì giải cứu. Ok. Một người đã bị treo rồi. Mình đi giải cứu được chưa? Chúng ta đang bê. Đây có một chiếc máy, một chiếc xe ô tô, xong rồi một chiếc máy. Cô làm kia lại bị bắt rồi. Oh, man. Cô làng kia cứu nhưng mà cô ta cứ đứng yên. Chứng tỏ cô ta đi vắng rồi. Wow, đài rồi. Oh my gosh. Oh man. Wow, đã hy sinh. Đã tan biến. Wow. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng, Granny Chapter 2. Qua đây. Oh my gosh. Không kịp quay lại luôn. Khi các bạn bị bắt thì lúc đó thì các bạn sẽ bị đi khập khiễng. Ở đây các bạn sẽ đi khập khiễng. Và mình sẽ phải kiếm một thứ, đó chính là một khẩu súng. Ở từ game này thì có 3 cách trốn. Cách thứ nhất các bạn có thể trốn bằng thuyền. Cách thứ hai các bạn có thể phá cánh cửa chính và trốn đi. Và cách thứ ba các bạn có thể đi bằng máy bay. Có 3 cách như thế. Và các bạn có thể chọn cách nào đi thì các bạn chọn. Không gì ở dưới này. I see you. I see you. Rồi, sau đó thì mình sẽ mở đây ra xem có gì không. Vào bên cây. Ở đây các bạn sẽ lấy một khẩu súng. Một món đồ nữa đó chính là một món đồ để các bạn lái máy bay. Trốn vào đây xem nào, bà ta phát hiện ra mình rồi. Ôi chết rồi. Oh my gosh. Wow, đi luôn. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.